Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài gấp lên một số lần. Và bây giờ chúng ta có thể quan sát tranh trên màn hình cũng như tranh dòng sách giáo khoa. Thầy có một tình huống như sau. Chúng mình có thể quan sát tranh thấy hai bạn học sinh đang thảo luận một vấn đề. Đó là đoạn thẳng AB dài 2 cm. À đây là đoạn thẳng AB dài 2 cm. Bạn nữ muốn lấy một đoạn dây dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. À, như vậy thì chúng mình thấy là bạn nam cho một đoạn thẳng AB này dài 2 cm này, nhưng mà bạn nữ lại muốn lấy một đoạn dây dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Vậy thì đoạn dây đó sẽ là dài bao nhiêu cm? À, vậy thì để giải quyết được tình huống này, thầy cũng có một bài toán tương tự và bài toán này như sau. Đoạn thẳng AB dài 2 cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm? À, giống như tình huống lúc đầu, đúng không? Vậy thì nhìn vào bài toán, chúng mình có thể đọc lại yêu cầu bài toán một lần và cho thầy biết đó là đoạn thẳng AB này dài bao nhiêu. Chính xác, đó là dài 2 cm. Đoạn thẳng CD thì như thế nào? À, đúng rồi, gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Và bài toán hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm, đúng không? Vậy thì em hiểu bài toán này như thế nào? À, đúng rồi. Như vậy thì giống như lúc nãy thầy vừa hỏi, đúng không? Chúng ta sẽ thấy đoạn thẳng AB là dài 2 cm và CD sẽ dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB, và yêu cầu chúng mình tìm xem đoạn thẳng CD này nó gấp 3 lần. Vậy thì nó dài bao nhiêu, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm bài tập này như thế nào? À, nhìn vào bài toán chúng mình thấy đoạn thẳng AB thì dài 2 cm, còn đoạn thẳng CD thì gấp 3 lần đoạn thẳng AB, đúng không? Như vậy thì em nghĩ bài toán này sẽ như thế nào? Và theo em sẽ làm như thế nào để giải quyết được bài toán này? À, vậy thì để chúng mình dễ hình dung hơn, chúng ta sẽ có một sơ đồ như sau. Đó là chúng ta sẽ dựa vào hình minh họa. Bây giờ chúng ta sẽ thấy đó là đoạn thẳng AB thì dài 2 cm. Còn đoạn thẳng CD ở đây sẽ gấp 3 lần đoạn thẳng AB, đúng không? Thì ở đây chúng mình thấy đoạn thẳng là AB thì nó dài là 2 cm. Nhìn vào đây chúng mình thấy nó sẽ gióng xuống với một khúc ở trong đoạn thẳng CD, đúng không? Mà chúng ta thấy đó là nó dài gấp 3 lần, đây là ba đoạn thẳng nhỏ, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy đoạn thẳng AB thì bằng với một cái đoạn thẳng nhỏ ở trong đoạn thẳng CD như thế này, mà đoạn thẳng CD sẽ chia làm ba đoạn thẳng nhỏ, gấp 3 lần AB. Vậy thì chúng mình sẽ làm phép tính gì để biết được đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm nào? À, nhìn vào sơ đồ bài toán chúng mình sẽ thấy, đúng không? Như vậy chúng ta muốn tính được đoạn thẳng CD thì chúng mình sẽ làm phép tính gì? Chính xác, đó là làm phép tính nhân. Vì ở đây chúng mình thấy này, AB thì bằng một đoạn thẳng nhỏ ở trong CD, đúng không? Mà CD chúng ta thấy là gấp 3 lần như vậy thì chúng ta sẽ làm phép tính nhân. Vậy thì chúng mình hãy dừng video và giải bài toán này nhé. Trước khi giải bài toán này, chúng ta cần phải có bài giải này, lời giải này, phép tính này và đáp số. Thì lời giải ở đây chúng ta sẽ phải trả lời được cho câu hỏi. Đó là hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm? Mình sẽ trả lời như thế nào? Chính xác, đó là đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng CD là, đúng không? Như vậy, muốn tính được độ dài đoạn thẳng CD như lúc nãy thầy vừa phân tích thì chúng mình sẽ làm phép tính. Đó là phép tính gì? Chính xác, phép tính nhân. Và ở đây chúng mình sẽ lấy, à đúng rồi, mỗi đoạn thẳng nhỏ trong đoạn CD thì là dài 2 cm, đúng không? Cho nên chúng ta thấy gấp 3 lần thì chúng mình sẽ lấy phép tính nhân, đó là 2 nhân 3 sẽ bằng bằng 6 cm.
và đáp số ở đây sẽ là 6 cm. Như vậy chúng mình thấy đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CG dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Chúng ta đã làm phép tính nhân và biết được đoạn thẳng CG dài 6 cm, đúng không? Như vậy thì chúng mình đã biết muốn tìm được một số gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ làm phép tính. Đúng rồi, đó là phép tính nhân. Thì ở đây chúng ta sẽ có một nhận xét, đó là muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Chúng mình có thể dừng video và đọc lại nhé. Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Như vậy thì để chúng ta dễ hiểu hơn, ví dụ như ở đây chúng ta thấy là gấp 6 lên 5 lần ta được. Thì như vậy muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Ở đây số đó là số mấy? Số 6. Lên mấy lần? Đúng rồi, lên 5 lần. Vậy thì ta làm phép tính nhân, cụ thể là chúng ta sẽ lấy mấy nhân mấy? Chính xác, ở đây chúng ta sẽ lấy là 6 nhân 5, đúng không? Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó là 6 và nhân với số lần ở đây sẽ là 5. 6 nhân 5 sẽ bằng 30. Tương tự như vậy, chúng mình thấy là ví dụ thứ hai, gấp 2 lên 4 lần thì ta được. Vậy chúng mình sẽ làm phép tính nhân như thế nào? Chính xác. Như vậy thì muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần, số đó ở đây sẽ là gấp 2 lần lên gấp 2 lên 4 lần, chúng ta sẽ lấy 2 nhân với 4 bằng 8, đúng không? Và bây giờ chúng ta cố gắng dừng video và xem lại nhận xét cũng như ví dụ 1 và ví dụ 2. Và bây giờ để chúng mình dễ hình dung và luyện tập, chúng ta sẽ đến với hoạt động thực hành. Hoạt động thực hành ở đây chúng ta sẽ làm bài tập 1, đó là yêu cầu là số. Như vậy thì chúng ta sẽ làm hoàn thiện một cái bảng. Số đã cho ở đây thì gồm có 2, 4, 5, 3 và 6. Gấp số đã cho lên 3 lần, đúng không? Thì như lúc nãy chúng mình vừa mới nhận xét, chúng mình chỉ cần lấy số đã cho nhân với số lần, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là 2 gấp lên 3 lần thì chúng ta lấy 2 nhân 3 sẽ bằng 6. Nếu như 4 gấp lên 3 lần thì chúng ta lấy là 4 nhân với 3, đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta hãy dừng video và làm bài tập số 1. Sau đó chúng ta có thể quan sát lên màn hình xem thầy làm bài này như thế nào nhé. Vậy thì bài tập mẫu chúng ta thấy là 2 gấp lên 3 lần đó là 2 nhân 3 bằng 6. Và 4 mà gấp lên 3 lần chúng ta lấy 4 nhân 3 bằng 12. 5 mà gấp lên 3 lần chúng ta lấy 5 nhân 3 bằng 15. 3 mà gấp lên 3 lần chúng ta thấy 3 nhân 3 bằng 9 này. 6 nhân 3 sẽ bằng 18, đúng không? Vậy là thầy hoàn thành xong bài tập số 1 nhé. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Mẹ rót nước mơ vào hai chiếc bình. Bình nhỏ có 2 lít nước mơ, bình to có số lít nước mơ gấp 5 lần bình nhỏ. Hỏi bình to có bao nhiêu lít nước mơ? Thì bây giờ chúng ta hãy dừng video và đọc lại yêu cầu bài toán. Hãy cho thầy biết mẹ rót nước mơ vào hai chiếc bình, bình nhỏ thì có bao nhiêu lít? Chính xác, bình nhỏ có 2 lít nước. Và bình to thì như thế nào? Bình to thì có số lít nước mơ gấp mấy lần? Gấp 5 lần bình nhỏ, đúng không? Và bài yêu cầu chúng mình là tìm xem bình to có bao nhiêu lít nước mơ. Thì ở đây chúng ta thấy như lúc nãy, chúng mình cần phải có sơ đồ để cho dễ hình dung hơn, đúng không? Thì chúng ta sẽ tóm tắt bài toán đó là ở đây chúng ta thấy là bình nhỏ này, bình nhỏ thì có 2 lít, đúng không? Bình to ở đây chúng ta thấy là gấp 5 lần, thì mỗi đoạn như vậy chúng ta thấy là một lần, hai lần, ba lần, 4 và 5 lần. Và bài toán yêu cầu chúng mình là tìm xem bình to bao nhiêu lít nước mơ. Vậy thì chúng ta hãy dừng video, nhìn vào sơ đồ bài toán và giải bài toán này nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có bài giải, lời giải chúng ta phải trả lời được cho câu hỏi là hỏi bình to có bao nhiêu lít nước mơ, chúng mình sẽ trả lời như thế nào? Đúng rồi, bình to có số lít nước mơ là. Vậy thì chúng ta thấy này, bình nhỏ là 2 lít, bình to gấp 5 lần thì chúng ta sẽ làm phép tính, đó là phép tính nhân. Cụ thể chúng mình sẽ lấy mấy nhân mấy? Chính xác, đó là 2 nhân 5 bằng 10 lít. Đáp số sẽ là 10 lít, đúng không? Bạn nào có cùng đáp án với thầy là đúng nhé. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với bài tập 3, đó là trong danh sách đăng ký học ngoại khóa thể dục thể thao có 4 em đăng ký học bơi. Số em đăng ký học các môn thể thao khác
gấp 4 lần số em đăng ký học bơi. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký học các môn thể thao khác? Thì tương tự như các bài toán khác, ở đây chúng ta hãy dừng video và đọc lại bài toán cũng như cho thầy biết. Trong danh sách đăng ký học ngoại khóa thể dục thể thao có bao nhiêu em đăng ký học bơi? À đúng rồi, có 4 em đăng ký học bơi nhé. Số em đăng ký học các môn thể thao khác thì như thế nào? Số em đăng ký học các môn thể thao khác thì gấp 4 lần đúng không? Số em đăng ký học bơi. Và bài toán họ hỏi có bao nhiêu em đăng ký học các môn thể thao khác? Thì ở đây chúng ta sẽ dừng video tóm tắt bài toán bằng hình minh họa, sau đó giải bài toán và sau đó chúng ta lại quan sát lên màn hình để xem thầy làm bài này như thế nào nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt bài toán. Thì ở đây chúng mình thấy là trong danh sách đăng ký học ngoại khóa thể dục thể thao thì có 4 em đăng ký học bơi đúng không? 4 em. Và số em đăng ký học các môn khóa thể thao khác thì gấp 4 lần. Như vậy thì chúng ta thấy sẽ là gấp 4 lần. Như vậy chúng ta sẽ có sơ đồ sau. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ thấy là học bơi thì 1 4 em đúng không? Và các môn khác thì gấp 4 lần thì chúng ta thấy là 1 lần này bằng khúc này, 2, 3 và 4 đúng không? Và bài toán hỏi là tìm xem các môn khác là có bao nhiêu em đăng ký học bơi. Thì để giải bài toán này chúng mình cần phải có tóm tắt bài giải, lời giải chúng ta sẽ phải trả lời được cho câu hỏi. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký học các môn thể thao khác, chúng ta sẽ trả lời số em đăng ký học các môn thể thao khác là, và chúng mình sẽ có phép tính nhân đúng không? 4 x 6 bằng 16 em. Đáp số ở đây sẽ bằng 16 em. Bây giờ chúng ta so sánh xem bài làm của chúng mình có giống với bài làm của thầy hay không nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài gấp lên một số lần. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em. Hẹn gặp lại các bạn và các em trong những video sau nhé.